Chúc đại gia đình chúng ta an lạc. Cái pháp môn niệm Phật này thì phải nhớ cái hành trì của chúng ta, có nhiều người chúng ta bị chỗ này. Thí dụ như có những lúc mình tu mình thấy nó rất là an lạc, rất là thích, nhưng có những lúc tự nhiên thấy nó ngao ngán, thấy nó không thích. Nhưng vì nhớ kỹ là lúc thích an lạc hay lúc tự nhiên mình thấy nó hôn trầm mệt mỏi, quý vị cũng cứ cố gắng quyết tâm là nó vượt qua hết, và đưa lên cho mình một cái kế hoạch lâu dài. Cái này quan trọng, nghĩa là đưa lên một cái kế hoạch lâu dài cho chính mình. Nên cái câu mà chư tổ sư nói rất là hay, con người mình cứ để già đi trong bận rộn. Nghe câu này nó thấm thiết lắm quý vị. Nghĩa là để già đi trong cái bận rộn rất nhiều thứ. Đúng không? Mình lo này, mình lo nọ, lo kia, đủ thứ. Tuy nói niệm Phật vãng sanh, nhưng mình bỏ phí thời gian không niệm Phật nhiều lắm. Rất nhiều luôn. Giống như có một cái chú đi theo những Đức Chúa Tâm Nhiên nè. Nếu tính ra mà thời gian ở trong chùa đâu có, chứ đâu lên chánh điện tu gì cũng như bản thân vậy. Bây giờ ra ngoài tự nhiên ngài lao theo, đúng là gặp duyên không đồng, rõ ràng luôn. Bây giờ tự nhiên mình gặp cái duyên tu, quý vị, không phải anh tinh tấn gì đâu mà anh gặp duyên á. Không phải tinh tấn gì mà gặp cái duyên. Duyên đẩy mình vào, mình phải tu tập. Và khi mình tu tập mình thấy nó an lạc, mình thích rồi, tự nhiên thấy cái đà đó tiến luôn. Mà thí dụ như ban đầu mình rất thích tu, nhưng mà nó gặp cái duyên mình không có dụng công tu được, rồi từ từ nó xa ra. Nên Đại Lão và Thượng Tịnh Không người nói rằng là người mà giảng sanh mà phẩm vị cao thấp là do gặp duyên khác nhau. Nên quý vị tuy là mình ở nhà làm cư sĩ, nhưng quý vị lại có được cái thời gian dụng công để nhắc nhở mình. Cái này quan trọng nè. Chứ nếu không là con người mình là, quý vị biết rằng là cả nghĩ thiện luôn, nhưng mà mình sẽ bỏ niệm Phật, cái đại thiện quan trọng nhất. Mình sẽ nghĩ bữa nay chỗ này, ngày mai chỗ nọ, chỗ kia. Và trong nhiều người chúng ta, hàng cư sĩ này, quý vị nhớ, có những người mình, từ khi biết có môn niệm Phật này tới bây giờ, mình đã gặp cũng mấy người, dài ba người rồi. Mình đã trải qua dài ba người mình đã từng gặp qua. Không? Nếu cứ cái duyên mà cứ cái đà gì, thì bữa nay người này mình gặp, mình tu chung, rồi sau rồi tới người này, cái nó thay đổi hoài. Tại sao bây giờ chúng ta không quân tập mục tiêu duy trì, nghĩa là cả đời nắm chắc một câu Phật hiệu niệm tụng, và mỗi ngày chúng ta dụng công tu. Nếu như có những bữa mình bận quá thì mình không tu tập được, thì mình niệm Phật, mình cố gắng nhớ Phật niệm Phật. Nhưng mà cái công việc nó lôi kéo mình cũng không đơn giản đâu quý vị. Phải quân tập dữ lắm. Và phải giống như mình phải phải dành thời gian, mình phải cố gắng để tranh thủ thời gian luôn á. Còn nếu như mà nói tùy duyên là từ từ nó lạc. Từ từ nó lạc luôn. Khi mà nó đã bỏ thời gian tu được rồi là nó bỏ luôn. Cái đà nó bỏ. Thí dụ như giờ những đức một ngày 4 năm thờ bây giờ nghe. Những đức mà chỉ cần bỏ thử một thờ hai thờ là nó sẽ bớt lại từ từ. Nó bớt lại, bớt lại. Chứ không phải giỡn đâu. Còn nếu như mà mình đưa lên cái kế hoạch cho phải lâu dài, nghĩa là trước nhất mình đưa lên kế hoạch cho có thời gian cho nó trước, rồi xong từ từ mình tiếp tục cứ cái đà đó. Nên cái pháp môn niệm Phật này tuy là nó đơn giản vậy đó, nhưng mà để hành trì mà cả đời nó không đơn giản đâu. Bởi vì mình mới trôi lăn hoài, mình không thành công cái đường giảng sanh. Nên mình đến với cuộc đời này phải nhớ là
cái việc sanh tử cuộc đời là việc này rất quan trọng. Nó nên một đoạn mà trong cái quyển sách mà Nhật Mộ Đồ Viễn có một câu nói: khi mình cặn tử nghiệp rồi, nhìn xung quanh người thân của mình, ai là người giúp mình đây? Khi mình nghe tới công đoạn nó không đơn giản quý vị. Thấy người thân bên cạnh ai cũng là người buồn, người khóc, ai là người giúp mình đây? Ai là người lúc đó là người giúp mình để sanh cực lạc đây? Cuối cùng nhìn tới nhìn lui, chỉ có nương ai với Đạo Phật là quan trọng nhất. Thấy không? Cái này là mình phải sâu sắc. Nên á, mỗi ngày mình không có đá đổ cái cuộc sống gia đình, nhưng mà mình phải nhận thức cho sâu sắc, để mình quân tập câu Phật hiệu này, để mình siêng niệm Phật. Ai là người giúp mình đây? Đó. Thường ngày chúng ta có thể gặp nhau, có thể nói chuyện thầy thầy trò trò, nhưng khi cặn tới nghiệp, ai là người giúp mình đây? Lỡ bất tử, khi bình thường khỏe thì mình gặp nhau mình nói chuyện được, nhưng mà lỡ vô thường bất tử, không mình ở đó, ai là người giúp mình đây? Cuối cùng chỉ có nương ai với Đạo Phật là quan trọng nhất. Đó. Nên quý vị nhớ là mình mỗi ngày phải cần quân tập việc này cho nó nhiều, để nó nhận thức sâu sắc. Không khéo là con người mình á, thật sự mà nói cũng như là cứ bến đổ quý vị. Đụng đâu là mình cứ đổ, 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 đổ nhiều thứ quá, đổ nhiều bến quá, cuối cùng mình không biết đổ ở bến nào. Hết sức là cẩn thận. Cuộc đời như đã thấy, từng thấy qua những người làm thiện, những người hộ trì Tam Bảo cũng là cực lực nhiệt tình và không có thời gian để dụng công tu, đã từng thấy qua hết. Nên bản thân chúng ta bây giờ phải cần đưa lên cho mình một kế hoạch về việc dụng công niệm Phật, không để cho thời gian nó tiếp tục luống qua nữa, không để thời gian nó luống qua. Vì cái việc mà vấn đề mà sanh tử này, bản thân mình cứ để trôi lăn mãi, cứ để nó cứ luống qua trong cuộc đời, mà nó không phải mới đời này đâu quý vị, mà là nhiều đời nhiều kiếp rồi, cứ để luống qua, để luống qua, để luống qua. Quý vị biết rằng là có những người mà mấy mươi năm trong cuộc đời tu hành, tới tuổi già gần mắt, tới bây giờ vẫn phải bận tâm, vẫn phải bận tâm với những cơ ngơ mình đã tạo dựng, và thấy mình có lỗi vì mình đã tạo dựng một cơ ngơ mà mình chưa tròn trách nhiệm. Những Đức nói với quý vị biết, cái lỗi nhất trong cuộc đời chúng ta đến với cuộc đời này, mà đời này gặp tịnh độ mà niệm Phật không được giảng sanh, đây là cái lỗi lớn nhất của chúng ta. Tại vì nếu như mà mình làm một đại thiện lớn lao đi chăng nữa, nhưng mà đời này mình trôi lăn trong lục đạo luân hồi tiếp tục, thì xin thưa quý vị, chúng ta tức khắc khi mà mình nhập thai là mê khi kết ấm liền, là nó trôi lăn trong dòng sanh tử, không biết chừng nào mình có cơ hội gặp lại cơ hội này. Nên mỗi ngày mình tu tập xong, mình nhắc nhở nhau để quân tập niệm Phật. Quý vị nhớ kỹ, pháp nó không định pháp. Quý vị nghe, quý vị áp dụng làm sao phù hợp, vì nó không định pháp. Con người mà thường định pháp là con người này sẽ phiền não đi. Thường có người bị định pháp là con người sẽ không sanh trí tuệ được. Phật pháp ta nói như nước vậy, vào chai là chai nước, mà vào lu là lu nước, và bình là bình nước. Mà mình nó lại bị chết cứng vào một câu nói là mình thất bại liền. Thật sự con người mình tâm niệm nó chuyển từng sát na. Giờ này mình nghĩ cái này là cái cách lợi ích chúng sanh phù hợp, nhưng mà một chút mình nhìn một chúng sanh khác, tâm tính khác, thì mình lại thấy à, cái cách này mới phù hợp. Đó. Nên con người mà bị định pháp là chết. Đó. Định pháp là bản thân mình phiền não lắm, chết cứng một lời nói là phiền não dữ lắm. Nó cuộc sống nó muôn biến vạn hóa quý vị. Nên con người ấy, mình sống trong cuộc đời này nó bị chuyển biến ghê lắm. Nếu như mình mà không có cái an định ngay câu Phật hiệu này, là sự chuyển hóa này nó không đơn giản. Nội mà buổi sáng này thôi nè, chúng ta thức dậy mình tu tập tới giờ này thôi nè, quý vị thấy bây giờ mình chống với hôn chậm thôi, cái việc này bản thân của mình cũng là không đơn giản rồi đấy. Thí dụ như bây giờ những Đức mỗi ngày tu quý vị năm thờ, mà những Đức duy trì được cái cách này, mà những Đức duy trì được
Là điều này là điều không đơn giản này. Cũng như những đức đã bỏ cái thời gian 15 năm nuôi người già, đó cũng là sự kiên nhẫn, không đơn giản. Thì bây giờ tiếp tục, bây giờ tiếp tục những đức không còn làm việc đó nữa mà niệm Phật nè. Những đức có thể duy trì như vậy 15 năm sau không? Không đơn giản đâu quý vị. Phải đưa lên mình cho mình một kế hoạch và phải đẩy mình vào một cái thế, không cho mình giải đãi luôn. Nó phải có cái thế đẩy mình vào, không giải đãi được. Những đức thật sự mà rất cảm ơn quý vị, và quý vị cũng cảm ơn những đức. Tại vì sao? Vì hai bên chúng ta kết hợp lại. Bây giờ những đức mà bỏ thờ tu thì lương tâm nó kỳ cục. Mình bắt lên cho người ta tu, mình không tu lương tâm nào mà nằm nghỉ quý vị. Nên quý vị ơi, thời gian con người mình cứ lang thang trong phiền não. Tức là cũng nói giúp người này thương người kia, nhưng mà mình lang thang trong phiền não hoài suốt luôn. Nên mỗi một con người mình bây giờ nên nhận thức cho sâu sắc đi, để đưa lên cho mình một kế hoạch, để mình hành trì chuyên nhất niệm Phật, mình đỡ giảm tối đa lang thang thử coi nó như thế nào. Thử coi nó như thế nào. Nên những đức nó gặp duyên không đồng. Như nãy như đức nói với Tâm Nhiên ở chùa, niệm Phật được mấy thợ, cứ làm việc suốt luôn vậy đó. Bây giờ tự nhiên cái duyên nó đẩy vào. Thật sự ông này cũng phải tinh tấn gì đâu, nhưng cái duyên nó đẩy ông vào, những đức lễ Phật ông phải lễ. Chứ ông ngồi kế bên làm gì giờ đó. Khi 12 giờ phi đố mà ai kêu ông tức gì mà đi tu. Nhưng mà giờ ông bật máy những đức thì ông phải lễ Phật chung những đức. Chứ sao mà bỏ được, thấy chưa? Gục lên gục xuống, té anh ta cũng phải lễ. Đó. Nếu mà nghĩ lại thì duyên của ông bây giờ nó đang phát triển, thì cái duyên này để nó đưa ông vào cái chuyện niệm Phật tu hành. Còn nhiều anh em cùng thời với ông bây giờ, có khi sáng còn phải ngồi phòng đăng ký, không dụng công tu gì. Nhưng mà viết nó quân tập mình thành một cái quen nha quý vị. Viết rồi nó giải đãi luôn vậy đó. Viết rồi nó giải đãi. Con người mình là thường, đời nó theo hoàn cảnh của đời. Vào chùa nó theo hoàn cảnh của chùa. Đi vào đâu nó theo hoàn cảnh nó đó. Còn hoàn cảnh nó đẩy đưa mình không niệm Phật nữa. Đẩy đưa mình vô đời bận gì đời, chùa bận gì chùa. Bây giờ mình nhận thức hai phương hướng luôn á. Những đức ngày xưa đời, những đức bận gì đời, vô chùa những đức bận chùa. Cuối cùng niệm Phật ở đâu? Niệm Phật chính giữa. Hai đầu là đời, chùa, bận, chính giữa thì lang thang. Thấy không? Đó thấy chưa? Nó cũng là thay đổi hoàn cảnh thôi. Nó được một cái là đây là thiện, đây là thiện. Nhưng mà cái đại thiện niệm Phật giáng sanh bỏ. Cái đại thiện niệm Phật giáng sanh thì bỏ. Khi cơn vô thường đến thì ngã ngửa luôn. Ngã ngửa luôn. Những đức á, kể vì nghe một cái cô này, cô hộ trì, cô làm việc thiện, cô đi phụ mở nhiều pháp hội. Khi đến cận tử nghiệp của cô, những đức nó thật sự nhìn nó thê thảm như thế nào. Và đến cuối cùng là gì? Phỉ báng phiền não. Hết sức là cẩn thận quý vị ơi. Hết sức là cẩn thận. Việc thiện, việc tốt gì đã làm qua rồi, nó là tốt rồi. Nhớ kỹ, đừng bao giờ những cái thứ đó nó chuyển hóa sau này thành ác. Cẩn thận nha quý vị. Những điều này nói không đơn giản đâu. Đây là những điều mà cảm nhận, xác thực, nhìn thấy rõ ràng cho mình nói cho vị nghe đó, chứ không phải là lý luận mù mờ đâu. Làm bao nhiêu việc thiện nhưng cuối cùng những việc này thành ác hết. Vì sao? Chuyển hóa tâm. Vì cái niệm lúc đó làm là thiện, sau này sanh phiền não là trở thành ác, ác niệm. Nên những đức nó không có một cái niệm nào bằng niệm Phật cả, 100% luôn. Vì niệm Phật nó sanh tâm Phật. Niệm Phật nó sanh tâm Phật, mà tâm Phật là nó giải hết những cái tâm không vừa lòng, không vừa ý. Nên niệm Phật là cái quan trọng nhất. Bây giờ ai lang thang đầu này lang thang đầu kia, bây giờ chúng ta bây giờ có cơ hội, mình bắt tay vào dụng công tu đi. Rồi 1 năm, 2 năm sau, 5 năm sau vị sẽ thấy.
Người lang thang là người khởi đầu. Người lang thang là người khởi đầu. Còn chúng ta đã tiến rồi, chắc chắn quý vị luôn. Nên mình phải đưa lên một kế hoạch cho mình, phải quyết tâm kìa. Nếu không là mình tu thời gian nó cảm thấy vô vị đó. Ngày nào cũng gán, lên tu năm thờ gán là rớt. Phải cảm giác được sự an lạc này. Gán là rớt. Phải cảm giác được sự an lạc này. Và cảm giác được cái tu này là cho mình. Và cơn vô thường mình không trông chờ được ai, chỉ trông chờ ai với Đạo Phật thôi. Nên bây giờ phải thật sự nương ai với Đạo Phật từ bây giờ. Phải khoát cái tâm như vậy đó, thì thật sự quý vị, mình tu tập mới có kết quả. Nếu không thì Đức nói với quý vị, nếu chờ cơ hội nghe, tới già rồi vẫn không buông được luôn. Bây giờ xuất gia hay cư sĩ gì chứ, dù 100 năm đi chăng nữa, tới già vẫn không buông được luôn, vẫn tiếp tục lo cho cái lục đạo luân hồi. Nói là niệm Phật giảng sanh, nhưng thật sự là cực kỳ mù mờ, cực kỳ mù mờ luôn. Nói với vị nghe, đố mà buông được cái ngũ dục lục trần cái cõi này nữa, thì nó tạo ra một cơn ngơ lớn. Đố mà buông được cho vị thấy, sẽ đặt mình vào có lỗi. Cuối cùng nó đặt mình vào là mình có lỗi. Có lỗi gì? Đồng tiền của chúng sanh đưa cho mình nhiều quá, mình làm mà giờ mình chưa xong trách nhiệm. Nói với vị nghe nghe, không có một trách nhiệm nào quan trọng bằng niệm Phật giảng sanh. Quý vị hãy ngồi suy nghĩ đi. Dù bây giờ mình có được tăng bốc lên tận trời xanh đi chăng nữa, nhưng cuối cùng mình chết đơ ra đó, đi đọa tam đồ, thì cái này còn nghĩa lý gì nữa quý vị? Quý vị coi còn nghĩa lý gì nữa? Những đức đã cảm thọ qua hết. Nếu như bản thân những đức chưa từng bước lên cái đà danh vọng, thì những đức không biết điều này đâu quý vị. Bây giờ những đức bước lên hết, những đức nói vị yên tâm đi, vị đã thấy những đức được tăng bốc, quý vị thấy kinh khủng không? Và thời gian sẽ trả lời giữa con người với con người đến với nhau, thấy rõ ràng không? Nên những đức nói rằng chúng ta không cần thiết gì vì cái chuyện mà thương hay ghét nằm trong đấy. Giữa con người đến với con người biết tu, thì bây giờ đủ duyên thì đến với nhau chơi nhau, không đủ duyên thì cũng là tình bạn, một ngày nào gặp lại thôi. Cần gì chúng ta phải làm cho nó gọi là đổ vỡ làm chi cho nó mệt thêm. Vì cuộc đời mình muốn niệm Phật giảng sanh mà quý vị. Đó. Nên những đức nói pháp không định pháp, người nào định pháp là quý vị chết. Nhưng những đức ngày xưa ở trong chùa, thì những đức hướng dẫn quý vị theo cách ở trong chùa tu tập. Bây giờ những đức lập room cho quý vị, những đức hướng dẫn như trong chùa, sau cái room này quý vị vô tu được. Nên những đức nói pháp không định pháp, miễn làm sao cái lợi ích nào phù hợp thôi. Còn nếu như quý vị ở trong chùa, quý vị cứ hướng dẫn người ta vô chùa, hiểu không? Chứ ai mà cấm đón ai đâu quý vị. Nếu như một ngày nào những đức mà vô chùa tổ chức pháp hội, những đức sẽ nói cách khác cho quý vị vô chùa, để quý vị vô ngày đó quý vị tu tập. Cái quan trọng là được lợi ích cho chúng sanh kìa, hiểu chưa? Trời ơi, học đạo bao nhiêu năm trời mà đúng là tự làm mình phiền não. Tự làm mình phiền não là tự mình đi làm mình bị đá đổ đi. Vậy thấy không? Bản năng những đức nè, duyên ở chỗ nào những đức niệm Phật ở nơi đó quý vị không thấy hả? Không lẽ bây giờ những đức không niệm Phật? Bây giờ những đức ra ngoài mà những đức cũng quy củ như trong ngôi Tam Bảo, ăn cơm không nói chuyện, những đức không xài điện thoại. Đúng rồi, giờ những đức ra ngoài những đức thoải mái, những đức muốn đi đâu chơi những đức đi. Mà quý vị thấy những đức có đi không? Bây giờ tu quý vị năm thời những đức có đi đâu được đâu, xác rõ ràng không? Đó là cái xác thực rõ ràng. Con người quan trọng là mình nè, mình là người khuôn mình nè, chứ ai khuôn mình đâu. À, người ta khu người ta chứ mấy vị có canh người ta cũng không được. Cái gì người ta đã thích thì người ta tìm mọi cách, hiểu không? Nó, ví dụ giờ như đứa muốn xài điện thoại, mấy vị cấm như đứa được hả? Mỗi ngày như đứa lướt điện thoại gọi suốt luôn, cấm như đứa được không? Giờ như đứa giờ muốn đi chơi bị cấm như đứa cũng không được. Có cách nói như đứa, hiểu không? Nhưng mà thích tu là thích tu. À, nên pháp nó không định pháp, mấy vị đừng có chấp vào để sanh phiền não. Miễn sao người ta đưa lên cho mình lợi ích thôi. Như bây giờ những đức có kêu bị đưa tiền những đức không? Đâu có đâu. Những đức có kêu bị đem đồ ăn như đức không? Cũng đâu có đâu. Mình những đức ăn nhiều đâu bị đem, như là những đức làm gì? Đâu có dính gì đâu.
Mà mỗi ngày như Đức lại tu vì năm thầy, Đức có tính tiền lương quý vị không? Không luôn. Rồi nói ai tu xong ngồi nói chuyện với quý vị, như Đức đòi hỏi gì gì đâu. Thì tại vì như Đức lập cái room, thì giờ như Đức phải cố gắng để phát triển cái chỗ này để quý vị cùng tu, những Đức cùng tu. Còn nếu như bây giờ trong chùa thì người ta cách hướng dẫn của trong chùa. Nếu mà giờ những Đức cấm đón vì không vô chùa là những Đức sai. Thấy không? Cấm đón vì không vô chùa là những Đức sai. Còn quý vị làm đoạn vì cứ dẫn người ta đi tu. Người ta đi với mình thì mình dẫn đi, người ta không đi thì mấy người thì mình dẫn mấy người. Người ta đi 5 người, 10 người, 20 người thì mình dẫn mấy chục người. Mình đã làm tròn trách nhiệm mình rồi. Mình đâu phải là mình không dẫn người ta đi tu đâu, mà mình dẫn người ta đi. Nhưng mà người ta không đi thì mình được bao nhiêu người mình dẫn bao nhiêu người. Còn nếu mà trưởng đoàn mà không dẫn đi mà mình ở nhà mình tu, vậy thì mình cái người nào làm trưởng đoàn người ta dẫn đi kệ người ta. Chứ mình đừng có sợ cái đoàn của mình mà không dẫn đi, người ta đi theo bà kia hết trơn. Đó cũng ích kỷ nhỏ mọn. Miễn người ta đi tu thôi. Có khi mình không đi mà mình còn bố trí cho người nào làm trưởng đoàn cho người ta đi. Tôi giờ tôi ở nhà tôi tu. Cái tâm mình vậy nó mới lớn kìa. Phải nhớ kỹ điều này. Còn người ta theo ai, người ta theo kệ người ta, miễn người ta niệm Phật thôi. Bản thân mình cuối cuộc đời còn không lo cho mình. Bản thân mình thì chết đơ ra kìa, đừng nói mày lo tùm lum chuyện. Nhiều thứ chuyện tùm lum quá, cuối cùng mình chết đơ ra kìa. Vì thấy cơm ăn, áo bạn thiếu, ai lo? Mình lo. Bệnh đau ai lo? Minh chiếu. Gần chết, ai lo cho mình? Mình nè. Cái quan trọng là mình nè. Nhưng mà do nhiều cuộc đời mình gặp nhau thì mình thương nhau. Thì mình ăn buổi cơm, mình uống miếng nước, mình nói chuyện, tâm sự vài câu vui. Cái đó là cái giả lả trong cuộc đời. Nhưng khi trở về của bản thân mình, phải cố gắng. Phải cố gắng. Đây là những lời tặng đáy lòng của những Đức. Những Đức nói là bằng cả tấm lòng những Đức không nói. Nó nói cho quý vị văn tách, quý vị nghe rất là kỹ. Nhưng con người hiểu và không hiểu là duyên thôi quý vị ơi. Chứ không phải quý vị nói ô ông này ông nhiệt tình, ông nói gì mà bà sao bà còn nói ông còn chửi ông. Tại vì giữa mình với người ta là duyên khác. Những Đức với quý vị là duyên khác, những Đức với người khác là duyên khác. Câu này quý vị nghe là được, nhưng câu này người khác nghe là không được. Đừng có trách người ta. Nó... Nên tu hành là nó mở tâm tin nhân quả. Đến mức cực điểm luôn thì vị an lạc tự tại. Nên như Đức khuyên bị cố gắng mà niệm Phật đi. Tất cả việc thiện như Đức đã nhìn qua hết rồi. Và làm qua hết rồi. Thấy qua hết rồi. Nhìn qua hết rồi. Người sao sao như Đức đã biết hết rồi. Không có cái gì bằng niệm Phật đâu. Chứ vị biết á. Lang thang mãi làm gì. Những Đức nói có những người mà đã từng biết qua 3-4 người, gặp ai nổi tiếng là đi theo, gặp ai nổi tiếng là đi theo. Giết quý vị bây giờ chưa ngán nữa thôi. Nên quý vị thấy còn lúc trước những Đức mà tiếng tâm mà lừng lẫy mà có nhiều người phương xa đồ người ta đến ào ào ào. Khi đụng chuyện như vậy cuối cùng quý vị biết quý vị theo những Đức hay là theo ai với Đạo Phật? Theo ai với Đạo Phật? Nếu như quý vị theo ai với Đạo Phật thì quý vị đâu có thất vọng với con người. Nhưng do quý vị theo con người nên thất vọng với con người. Chứ nếu như vị theo ai với Đạo Phật, đố vị thất vọng con người. Vì con người là muôn biến vạn hóa, giống như nước sông vậy, nước rồng, nước lớn. Hiểu chưa? Còn Phật A Di Đà mới là bình lặng. Mình theo Phật A Di Đà thì mình cố gắng mình theo. Còn con người thì có nước rồng, nước lớn. Hơi sức nào mà theo nước rồng, nước lớn đó để sanh phiền não. Muôn biến vạn hóa mà quý vị. Đó, nên đừng có đặt câu tại sao người khác, mà hãy đặt cái câu tại sao của mình á. Tại sao mình như vậy á? Chứ đừng có đi đặt cái câu tại sao của người ta. Vì cái nghĩ của người ta chứ không phải cái nghĩ của mình. Hiểu không? Khi nhà Đức ra khỏi chùa thì chuyện làm đó là của người ta rồi. Quý vị nói rằng người ta như vậy, tại sao như vậy? Nhà Đức cũng nói tại sao người ta như vậy. Cuối cùng tạo ra cho mình phiền não. Như vậy chuyện của người ta, như chuyện nhà quý vị. Không lẽ người khác nói tại sao nhà bị như vậy? Không lẽ nói gì? Đúng quý vị? Nhà thôi mà người ta còn không nói được cái chuyện. Nhà bị có 2-3 người mà người ta còn không nói được tại sao nhà bị như vậy nữa kìa. Không chi là cái nơi ở người ta bao nhiêu trăm người, muôn biến vạn hóa, kệ người ta. Còn kiếm tiền thì có nhiều cách kiếm tiền. Mình cứ làm cái chuyện làm sao đỡ đi tạo nghiệp đi kiếm tiền. Còn có những người đi kiếm tiền bằng cách tạo nghiệp. Tìm này, tìm người kia, soi người này, bắt người nào. Thôi, việc này chúng ta đừng dính tới. Học Phật mà còn chưa nhận thức được. Hiểu không? Học Phật mà còn chưa nhận thức được. Những Đức đi kêu quý vị
binh nhận đức hả? Người nhận đức như vậy thì không phải là người đàn ông. Mà đã là không đàn ông mà là đàn ông thì là loại gì? Tự đi suy nghĩ đi. Nhớ không? Nên nhận đức không bao giờ có cái tâm niệm rằng quý vị binh nhận đức đâu. Nhận đức chỉ mong quý vị niệm Phật thôi, vì những tin nhân quả. Ngày xưa nhận đức ở trong chùa một đại chúng nhận đức còn chưa kêu bị binh nhận đức nữa kìa. Vì thấy đụng chuyện không? Nhận đức đi đến nơi đó thì một mình nhận đức chịu. Nhận đức làm thì nhận đức chịu, nhân quả nhận đức chịu. Khi nhận đức đi đến nơi đó nhận đức quỳ, người ta xử nhận đức thì sao? Thì nhận đức quỳ gì? Có người nào, mấy chục ngàn người, có người nào quỳ thay nhận đức không? Chứ đừng nói chi là gần chết mà giúp cho mình sáng mắt rồi quý vị ơi. Đời đã giúp cho mình sáng mắt rồi, nhưng mà chúng ta điên dại để sống trong đời thôi. Chứ quý vị nói nhận đức thì thất vọng người này người kia, không có chuyện đó đâu. Quý vị đừng có nghe cái ý bên ngoài. Nhận đức sẽ không bao giờ thất vọng bất cứ một người nào chứ. Từ khi còn nhỏ đến lớn nhận đức đã gặp qua bao nhiêu sự việc trong cuộc đời. Đối với con người nhận đức sáng mắt hết rồi quý vị. 5 năm nhận đức ở ngôi chùa đầu tiên tu, 300 anh em bên cạnh Nhân Đức là Nhân Đức đã sáng quá rồi. Đừng nói chi là 10 năm sau. Giả trang nó quý vị à. Nó hơi giống giống điên điên dại dại ở trong đó mà sống vậy thôi. Không lẽ nói là không có cái một chút gì mà cảm xúc hết trơn thì vô tình vô nghĩa quá. Hiểu quá mà. Hiểu không? Vì nên nhận thức đi. Nhân Đức không có cần quý vị binh Nhân Đức đâu. Nhân Đức là người muốn sanh cực lạc, cái mạng này Nhân Đức muốn vứt bỏ rồi. Nhân Đức không có cần đem ai ra thế thân đâu. Một người tu hành hướng dẫn ta niệm Phật mà đem ra thế thân cho mình là kẻ này không phải là người niệm Phật giảng sanh đâu. Hãy tin nhân quả đi. Đừng bao giờ nói rằng quý Nhân Đức mà ai nói tới Nhân Đức mà nhào ra chửi người ta. Nhân Đức không có cảm ơn quý vị đâu, mà Nhân Đức thấy quý vị là kẻ mù quáng. Đó là Nhân Đức nói quý vị buồn, Nhân Đức gắng chịu. Nhân Đức cũng không biết quý vị ở đâu đâu mà buồn. Hiểu không? Vì Nhân Đức quý vị muốn quý vị niệm Phật giáng sanh. Còn cái chuyện của Nhân Đức, để Nhân Đức tiêu nghiệp trước đi. Hãy để cho Nhân Đức tiêu nghiệp trước để Nhân Đức giáng sanh cực lạc. Đừng có nhào vô tưởng đâu tôi thương thầy, thương cư sĩ này. Vì thương giả tạo. Cũng bao nhiêu người đã thương tung hô Nhân Đức rồi. Đúng không? Cuối cùng thì trở mặt quay lưng nói những điều xấu xa nhau. Thấy không? Không sáng mắt nữa hả? Có không? Mà những người như vậy mình còn đi theo kìa. Chứ đừng có nói gì. Đó là cái dại khờ của chúng ta đó. Tại sao không bảo vệ một cái tình cảm sống nó từng đi qua? Dù bây giờ mình có niệm Phật ở đâu với ai, cũng là niệm Phật A Di Đà. Nó có gì đâu mà đi trở ngại nhau chứ, cho nó mệt thêm nữa quý vị. Hiểu không? Đó là cái chúng ta dại khờ, mù quáng ở trong cái cõi đời này. Nó cứ tạo ra rồi để sanh phiền não. Rồi bữa nay bắt bóng này, rồi thời gian đi bắt bóng khác, cái chữ cái bóng này, cuối cùng là kẻ bắt bóng thôi, chứ được gì đâu quý vị. Có những người ngồi đây nè, quý vị đã thấy mười mấy hai chục năm nay bị bắt bao nhiêu cái bóng rồi. Bắt được cái bóng nào không? Tí niệm A Di Đà Phật mà đi bắt bóng thế gian. Bữa nay lang thang đầu này, ngày mai ngưỡng mộ người nọ, ngày mốt ngưỡng mộ người kia. Bữa nay ngưỡng mộ người này thì đem đội trên đầu, ăn uống đồ đạc đem cung phụng. Xong mai mốt không vừa lòng thì đi tiếp tục hơn nữa gì. Chúng ta không biết cung phụng mục tiêu, đó là A Di Đà Phật. Cung phụng A Di Đà Phật quý vị sẽ không dính mắc một cái gì cả. Chứ Nhân Đức đâu kêu quý vị theo Nhân Đức đâu. Nhân Đức cũng là người niệm Phật với quý vị cầu sanh cực lạc mà. Bây giờ Nhân Đức chia sẻ tình độ nó mới mạnh nè. Vì sao? Vì Nhân Đức không có còn dính dáng cái gì nữa chứ nha. Về sau Nhân Đức là một người cư sĩ, Nhân Đức chỉ khuyên vị niệm Phật thôi. Nhân Đức không dính một tổ chức nào cả. Nhân Đức cũng không đụng tới bất cứ một cái gì. Đó, nên Nhân Đức mới là mạnh dạng. Nói gì nghe, khỏi cần dính cúng dường gì luôn. Ngày xưa Nhân Đức còn phương tiện đó. Thì nói Nhân Đức vẫn lạng qua đường chút. Và miễn luôn. Chỉ có mình Nhân Đức nói tới chuyện đó làm gì. Đúng không? Nên sau này Nhân Đức chia sẻ tình độ vì nghe mới thật sự mạnh. Khi một con người chia sẻ tình độ mà dính vô một tổ chức, không bao giờ đi tình độ mạnh nữa đâu. Nhất định bị vướng liền. Chắc chắn quý vị luôn. Tôi đã trải qua rồi. Tôi kinh nghiệm. Mong quý vị
những điều tu xong này mà nói chuyện mười mấy hai chục phút này, nhưng nó trọng lượng cho quý vị đó. Vì cố gắng đi, để đời này chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.